chưa? Con năm tết mà kéo vô nghe với chú mà một mẹ với nhau nhiều luôn. Nặng không em? Nặng không? Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ cũng có anh đến mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ thì trời cũng đang mưa cho nên là anh cũng mặc áo mưa đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Bà nói rằng là chị Loan bán hàng rất là đắt luôn hả cô chú anh chị. À đây là anh Grab cô chú anh chị. Anh đến nhận hàng để đi giao cho khách. Chị Loan ngày nào cũng bán rất là nhiều hàng nha cô chú anh chị. Dạ hiện tại giờ thì bây giờ có Beacon cũng ra nha cô chú anh chị. Mọi chuyện ơi, trong tình kiến thì có cảm thấy lạnh không? Chắc là có chứ. Không có. Giờ bên bển là để ra đóng hàng nha. Đây à. Nhà chị Loan hiện tại bây giờ là phía bên dưới cũng đã làm xong rồi nha cô chú anh chị. Thì phía bên dưới chị Loan cũng làm một cái văn phòng để bán hàng online cô chú anh chị. Giờ đi với cậu thôi à. Đúng hả? Giờ đi đâu với chú rồi Ken? Beacon giờ đi công chuyện với chú nha cô chú anh chị. Nhà chị Loan hôm nay làm xong rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì hả? Ngày hôm qua thì chị Loan cũng gắn cái cửa xong rồi cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ bên dưới thì cũng đỡ làm một cái văn phòng để cho các cô chú khán giả đặt hàng online cho cô chú anh chị. Và bây giờ Beacon và chú cũng đi giao hàng nha cô chú anh chị. Nặng không em? Nặng không? Đi giao hàng vui không? Nhớ một cái.
Rồi, chỗ thôi con ngồi. Dạ giờ thì Beken cũng đi giao hàng cùng với chú nha cô chú anh chị. Trong hiện tại thì bây giờ cũng có cô khán giả cũng vừa mua hàng cho chị Loan ra nha cô chú anh chị. Beken và chú đi giao rất là nhiều hàng luôn cô chú anh chị. Có anh trai cũng đến lấy hàng nha cô chú anh chị. Dạ thôi giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.